là trong từ điển đó, Phật học có nói như thế này: một là sắc dục, hai là hình mạo dục, ba là quan nghi tư thế dục, bốn là ngôn ngữ âm thanh dục, năm là nhân tướng dục, sáu là tế hoặc dục. Sáu cái dục này làm cho chúng ta cứ say sưa trên cõi đời này. Sắc dục là gì quý vị? Sắc dục có nghĩa là sắc đẹp, nhà cửa xe cổ, hoặc là cái người đẹp, người nam người nữ đó, nhất là người nam người nữ, mà chúng ta gặp một cái người nó đẹp, nó làm cho mình cứ say đắm tâm hồn của mình, cứ nhớ hoài cái người đó, chụp hình mình đem vô ngồi niệm Phật nó cũng hiện ra ra chỗ này đó là đẹp quá đẹp, đẹp quá đẹp. Chạy xe ở ngoài lỗ gặp cái cô nào mà bận đồ cái bận quần tà lõn đó, mình dòm cái giò tấn nõn mất dòm hoài, chạy mà còn hút còn quay lại mới dòm thêm một cái nữa rồi mới chạy. Vậy thì chỗ này đó gọi là sắc, phải không quý vị? Rồi làm cho mình cứ say sưa, cứ mê nhiễm ở trong này, như vậy gọi là sắc dục. Nhắc qua một đoạn giảng của Đức Thầy để bắt nhịp cầu cho huynh Ba Ngụ đến đây, thì hồi nãy huynh Sáu Hồng cũng có thiết qua đề tài tự thiết qua chữ hiếu, rồi tới huynh Ba Ngụ lên thiết cái đề tài nghi vấn. Quý vị đồng đạo ở dưới có câu giảng nào đó chúng ta có học qua, có tìm hiểu qua mà chưa có cạn cái lý đó quý vị, thì chúng ta mạnh dạn đến đây để hỏi huynh Ba Ngụ. Thì trong cái mùa gần tới mùa xuân, thì đệ đê nói xuân đẹp nhờ có muôn hoa, người đẹp nhờ có nết na dịu dàng, muốn cho linh động đạo tràng. Kính mời quý vị cho huynh Ba Ngụ một tràng vỗ tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chú tư cũng như đồng đạo mẫm đại diện trong gia đình, cũng là chủ sự trong ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm cho nội tổ của đồng đạo mẫm hôm nay. Kính thưa tất cả quý cô bác và anh chị em hiện diện kính mến. Kính thưa quý vị, hôm nay vào ngày 11 tháng 12 năm Quý Mão là ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm cho người thân trong nhà. Giờ đây được quý cô bác và anh chị em cũng như xa gần trở về đây để tham dự trong ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm hôm nay. Thì trong giờ này gia đình cũng cho biết chưa đến giờ dâng gia phẩm cúng cơm, thì chúng ta nhín nhút thời gian trao đổi chia sẻ nhắc lại trong cái giáo lý của Đức Thầy. Vừa qua cũng được huynh Sáu Hồng trình bày qua đề tài chữ hiếu, thì giờ này đáng lý ra phải còn đồng đạo Hai Hải rồi Bể Siêu nữa, cũng hai sư huynh của tôi, và ở dưới quý cô bác mình cũng rất là nhiều, cũng cái bậc trí thức có nghiên cứu giáo lý Đức Thầy cũng rất là đông để trở về đây. Thì trong giờ này thì gia đình có ý kiến để cho chúng tôi làm bổn phận của mình trao đổi đạo đức qua một tiếng đồng hồ trong giờ cuối ngày đây. Cũng mong tất cả quý cô bác và anh chị em cũng hoan hỷ cho. Kính thưa quý vị, chúng ta là người cư sĩ tại gia mà được Đức Thầy chúng ta ra đời để dạy cho mình cái phương pháp tu tập, nó quý báu vô cùng. Chưa có khi nào mà chúng ta được cái dịp may như thế này quý vị, và chưa có khi nào mà chúng ta được bắt nắm bắt được cái dịp may như thế này. Quý vị coi, một người mà là chủ cái công ty thôi, chủ một cái công ty là cái người đó giàu to ở trên thế gian này. Một công ty thôi, làm giám đốc chủ công ty thì người đó nghĩa là đại gia và giàu có nhất ở trên thế gian này. Mà hôm nay Đức Thầy chúng ta đã cho mình tới 5 công ty, làm chủ giám đốc tới 5 công ty quý vị. Thật sự như vậy đó quý vị. Cái công ty thứ nhất đó là cái công ty Quy Y Tam Bảo. Mình mỗi nhà đều có Tam Bảo,
Ai mà quy tâm bảo đê đầu mà quy tâm bảo là cái người đó không đọa xuống tam đạo ác đạo địa ngục và quỷ súc sanh. Dù quy Phật khởi đọa vào địa ngục, quy Pháp khởi đọa vào ngạ quỷ, quy Tăng khởi đọa vào súc sanh. Chỉ quy tâm bảo thôi mà chúng ta đời đời kiếp kiếp không rớt xuống tam đạo ác đạo. Từ cái vực con người trở lên, chúng ta tu tập tinh tấn thì đắc đạo giải thoát. Vậy thì đây là một cái công ty thứ nhất mà nhà nào cũng có tam bảo hết, người nào cũng có quy hết. Người nào cúng hai thời thì quy bốn lần, phải không? Tại vì trong bằng tâm bảo cũng là quy y, bằng thông thiên cũng là quy y. Mỗi thời cúng quy hai lần, mà hai thời cúng là quy bốn lần. Còn người nào ngày cúng ba thời thì quy tới sáu lần. Quý vị mình thấy, vậy thì đây là cái công ty thứ nhất mà Đức Thầy cho mình quy y tâm bảo, cái công đức phước đức lớn lắm. Đó là công ty thứ nhất. Công ty thứ hai là cái công ty cúng lại. Quý vị coi, cúng lại sớm chiều. Ai mà đê đầu mà lại Phật đó, một lại thôi, chắp tay lại để kính Phật thôi, người đó cũng đủ làm vua chuyển luân thánh vương. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói nếu người nào gặp tam bảo mà biết chắp một tay, hoặc là dơ chắp hai tay, hoặc cúi đầu một cái, hoặc lại một lại, cái người đó đủ làm vua chuyển luân thánh vương. Bây giờ còn một lại thôi, cúi đầu cái thôi cũng đủ làm vua rồi đó, làm vua chuyển luân thánh vương nghe, chứ không phải làm vua thường đâu nha. Như vậy mà hôm nay quý vị coi đó, mỗi thời cúng quý vị biết bao nhiêu lại không? Mỗi thời cúng 24 lại. Hai thời cúng là nhiêu? 48 lại. Mà 48 lại là mỗi ngày một là đủ làm vua chuyển luân thánh vương rồi. Vượt hơn làm vua chuyển luân thánh vương. Vì thì đây là cái công ty thứ hai mà chúng ta đã được Đức Thầy chúng ta trao cho mình. Nó quý quý vị ơi, không có gì bằng. Bây giờ tôi nói cho lẽ công ty thứ ba. Bây giờ quý vị mình gà lại nha, mình được mấy công ty nha, hai công ty rồi, thì chắc ăn là được hai công ty rồi. Bây giờ tới công ty thứ ba là cái công ty ăn chay trường. Cái người nào mà có chay trường là người này làm chủ công ty thứ ba. Công ty ăn chay trường này phước lớn lắm. Thì thôi giờ cái này đó mình gọn cho qua. Tới cái công ty thứ tư đó là cái công ty làm lành. Làm lành là gì quý vị? Làm lành là tránh ác, bỏ điều ác, làm những điều thiện, đạo lành. Vậy thì công ty thứ tư này Đức Thầy cũng trao cho mình luôn. Rồi công ty thứ năm là công ty niệm Phật. Vậy thì năm công ty Đức Thầy đã giao cho mình hết. Vậy bây giờ mình đang làm chủ năm công ty. Nhưng mà có số người đó làm năm công ty đó giàu có dữ lắm nha. Nhưng mà có số người đó cũng làm bán, nghĩa là tán gia bại sản. Không phải vừa hay quá vậy. Vậy thì ở đây đó mình ráng làm sao để làm chủ năm cái công ty này, đăng chiến này cho nó giao mới được. Mà chiến này thành tiên thành Phật luôn. Tôi kể câu chuyện cho quý vị nghe. Nghe nói ngày xưa đó có cái ông vua này, ông ngộ lắm. Mà ông vua này ông thương các cái dân lành của ông là quần thần này kia nọ, thương lắm. Ông nay bữa nọ ông mới bày ra cái kế đặng mà ông thưởng tất cả các cái quan thần. Ông nói bây giờ ngày mai là cái ngày sinh nhật của ta. Bây giờ các quan thần đó mỗi một ông quan đem cho ta cái bông hoa. Bông hoa gì cũng được, để mà tặng sinh nhật, cái ngày sinh nhật của ta. Ta nói ông quan nào cũng vậy, ngày mai bắt đầu chuẩn bị lựa cái bông hoa nào cho nó đẹp, thiệt đẹp, đặng lợi mà tặng cho vua, đặng mà mừng cái ngày sinh nhật của vua. Có cái ông quan này sao ông nghèo quá nghèo. Ông suy nghĩ rằng cuộc đời của mình hồi đó mình nghèo đó, mình đi học đó toàn là ăn độn bắp chuối không à. Bây giờ thôi, giờ mình nhớ cái ơn của cái bắp chuối này, lấy cái bắp chuối tặng cho ông vua. Mà ta tặng toàn là bông hoa, bông cúc, bông lài, bông sen, bông toàn là bông đẹp không. Còn cái ông này ông đem cái bắp chuối hột của vậy coi, đem vô cái ông tặng cho ông vua. Cái ông vua ông dặn nha, ông dặn mấy cái người mà quan thần á, ở trong triều đình á, bây giờ ai mà cho cái bông gì đó thì ghi lại cái bông đó và làm thước tất y như vậy đó mà chép ghi vô trong sổ. Quý vị coi, cái ông này đem bắp hột, chuối hột lại cũng phải làm, phải ghi vô rồi đo thước tất bắp chuối hột cũng phải ghi vô trong sổ. Cuối cùng đâu qua mấy ngày sau đó, ông vua ông kêu mấy ông thợ bạc lại. Mấy ông thợ bạc mà làm vàng đó quý vị. Nó bây giờ nếu ai mà tặng cái bông cúc đó thì làm cái cục vàng bằng bông cúc để tặng lại cho ông quan đó. Rồi bông sen đó thì cũng làm cục vàng bằng bông sen tặng cho ông quan kia. Cuối cùng tới cái bắp chuối bự quá cũng phải làm cục vàng bằng bắp chuối để tặng lại cho cái ông kia. Để tới ngày làm xong công chuyện hết trơn trọi, bây giờ mời hết trơn tất cả các quan thần lại. Quan thần lại, bây giờ đọc tên. Nếu người nào có tên thì lên lãnh thưởng. Quý vị coi, tên ông nào cũng lên lãnh thưởng. Tới cuối cùng cái ông này cũng lên, cũng lãnh bắp chuối vàng quý vị. Hết sức cái bắp chuối bự.
các quan thần tức quá tức đó, phải chi mình lấy cái bắp chuối cho nó, bắp chuối bự bự chút nữa, bắp chuối dông đó nghe, mình đem mình tặng cho vua cái chiếc này mình được cái bắp chuối vàng cái nó thôi, nó tốt biết bao nhiêu. Thì cuối cùng lại thì ông quan nào cũng được cái cục vàng để ông vua thưởng. Thì ở đây quý vị biết tín đồ Phật giáo hòa hảo đó là cái ông quan đó là tặng bắp chuối hột đó quý vị. Vậy thì chuyến này đó là năm cái công ty này đó Đức Thầy trao cho mình đó nghe. Ai mà gắng giữ gìn đi tu cho nó vững dần vững vàng cái năm cái công ty này thì chắc định là chuyến này chúng ta sẽ được thành công đắc quả chứ không có gì khác. Vì chuyến này chúng ta giàu to quý vị, mà giàu này là giàu phước đức nha quý vị. Nhất định là chuyến này chúng ta sẽ dẫn sinh về cực lạc, hoặc là giữ hội Long Hoa để nhập niết bàn gì đó, để chúng ta được đắc đạo giải thoát an vui, rồi trở lại để mà mang cái thân phận Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Thì thôi giờ hôm nay trong giờ này thì không biết tôi trao đổi bằng cách nào đây. Hồi nãy Sư Ngôn có giới thiệu quý cô bác mình nêu lên những câu giảng nào đó, thì tôi cũng nương theo đó để mà trình bày. Còn nói theo cái ý của mình hoài không biết nói gì đây. Thì thôi giờ quý vị mình có ý kiến thì sao thì tôi trình bày như vậy. Thì đến đây xin tạm dừng. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn quý ba vừa qua sơ lược về cái lời nói đầu là kể một câu chuyện. Thì tiếp tục để không mất cái thời gian quý báo, kính mời Quynh Tư Đặng ở Tân Phú đến đây để hỏi qua giáo lý của Đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Thầy. Tôi xin hỏi đệ một câu. Thắng thất tình giữ diện đạo trung, trừ lục dục chớ cho nhiễm. Mà thắng như thế nào, mà thất như thế nào, nhờ cũng giải cho mấy nghe, không đạo nghe. Dạ, kính thưa quý vị, thì vừa qua được đồng đạo nêu lên hai câu giảng của Đức Thầy. Thắng thất tình giữ diện đạo trung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm. Thập tam ma diệt bằng chí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi. Vậy thì trong hai câu giảng đồng đạo nêu lên thì nằm ở trong quyển 5. Quyển 5 Đức Thầy viết năm 1941 tại nhà thương Chợ Quán. Quyển này dài 776 câu. Vừa qua đồng đạo nêu lên hai câu để chúng ta bàn trong cái giờ này. Thì quý vị biết thì quyển nhất, quyển nhì, quyển ba, quyển tư Đức Thầy viết ở tại làng Hòa Hảo. Quyển 5 Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán. Quyển 6 Đức Thầy viết ở tại Sài Gòn. Cho nên tổng cộng là 6 quyển mà Đức Thầy viết 3 chỗ. Một là ở Hòa Hảo, hai là nhà thương Chợ Quán, ba là Sài Gòn. Thì thôi giờ đó trở lại, chúng ta đọc lên vài câu giảng nữa. Chúng ta thấy trong cái đoạn giảng này Đức Thầy nói gì đây? Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm thoát bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt. Thường nhớ câu đại lực đại hùng, mới thắng thất tình giữ dạng đạo chung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm. Thì thôi giờ bắt đầu chúng ta tranh thủ thời gian hả quý vị, quý cô bác mình cũng theo dõi. Chỗ nào mà tôi bàn còn tối nghĩa quý vị mình cũng tiếp tôi quý vị. Để mình cùng nhau để chúng ta ôn đọc và bàn bạc giáo lý của Đức Thầy. Cũng mong tất cả quý vị mình cũng quan hệ cho. Kính thưa quý vị, bây giờ Đức Thầy dạy chúng ta là thắng thất tình. Tại sao Đức Thầy nói cái gì đây quý vị? Thắng thất tình, thắng là cái gì? Mà thất tình nó là cái gì? Phải không? Rồi Đức Thầy kêu mình phải trừ lục dục. Mà lục dục đó là cái gì? Thôi giờ chúng ta mổ xẻ ra quý vị. Thì thôi giờ Đức Thầy nói là thắng thất tình. Chữ thắng là gì? Chữ thắng là được. Chữ thắng là thành công, chữ thắng là được. Phải không quý vị? Thường thường người ta đi đó, ta kéo quân đi đánh giặc đó, mà thắng trận đó ta đó gọi là được. Vậy thì đó ta khải hoàng ca, ta trở về để ta ăn mừng. Vậy thì chỗ này gọi là thắng, thắng là ý là được, thành công cái việc làm đó, như vậy gọi là được, là thắng. Mà chỗ này Đức Thầy nói là thắng thất tình. Có gì? Thất tình là gì? Thất tình có nghĩa là bảy con ma. Vậy thì bảy con ma, chữ thất là bảy. Mà thất tình là bảy cái con ma lục dục nó làm cho chúng ta đó cứ say sưa theo cõi đời này mà chúng ta không có giải thoát được. Và tâm chúng ta không định được. Mà bảy con ma đó là bảy con ma gì quý vị? Bây giờ, một là hỷ, hai là nộ, ba là ái, bốn là ố, rồi cụ, ai cụ dục, đó là bảy. Vậy thì hỷ, nộ, ái, ố, ai, cụ dục, mừng, giận, yêu, ghét, ham, sợ, sệt, đau đớn, ham muốn. Vậy thì trong bảy cái món này đó,
nó làm cho chúng ta có nghĩa là cứ say sưa cõi đời này. Mừng thì gặp hoàn cảnh thuận thì chúng ta quá mừng, làm ăn vô tiền bạc hoặc là con cháu cái gì đó trong gia đình được thuận thảo, xui xẻo chúng ta đem cái tâm mừng, mà mừng quá chúng ta cũng quên tu. Rồi cuối cùng lại nghĩa mừng rồi giận, tới cái gọi cảnh gì đó chúng ta giận cái chúng ta tu cũng không được, phải không quý vị? Rồi ái, ái là yêu, yêu thương quá đó chúng ta cũng quên tu, ha. Rồi chữ ái là yêu rồi. Rồi tới ghét, ghét đó, ghét mà gặp ghét ai đó rồi cái mình tu cũng không được nữa, nhớ hoài trong lòng của mình, phải không? Rồi, cho nên chính đó mà mừng cũng không được, tu cũng không được, mà vui tu cũng không được, rồi yêu thương tu cũng không được, mà ghét tu cũng không được, rồi cuối cùng lại là đau đớn, sợ sệt, ham muốn, là bảy, tổng cộng là bảy con ma này, nó làm cho chúng ta cứ rối loạn hoài mà không có dừng nghỉ được ở trong tâm của mình. Hôm nay Đức Thầy nói thắng thất tình là chúng ta phải làm sao phải thắng nó, làm sao cho được, diệt trừ được mấy thằng này, dứt khoát chúng ta không nghi ngã. Bây giờ thí dụ giờ mình là lách nó qua hai bên, dụ giờ mừng rồi yêu ham muốn mấy cái này nó nằm một bên, còn ghét rồi buồn rồi đau đớn mấy cái này nó nằm riêng một bên, hai cái này đó, bảy cái này đó mình xé qua, xé làm hai. Bây giờ mình phải giữ làm sao cái tâm mình nó ngay một chỗ, đừng có nghiêng ngả bên nào trơn trọi, như vậy đó gọi là thắng, phải không quý vị? Mà Đức Thầy nói là vậy, thắng thất tình giữ vẹn đạo chung. Giữ vẹn đạo chung là ý nói là giữ vẹn là giữ cho nó tròn, làm cho nó tròn, đừng cho nó sức mẻ, đừng cho nó tái phạm chỗ đó, như vậy gọi là tròn. Vậy thì giữ vẹn mà đạo chung. Đạo chung là gì? Đạo chung đây là chữ chung này là chính giữa. Vậy thì đạo chung là giữ ngay cái bậc chính giữa, không nghi ngã bên nào hết. Gặp cảnh thuận chúng ta không vui, mà gặp cảnh nghịch chúng ta không buồn, mà gặp ai chửi mắng mình đó, ai khen tặng mình đó, mình cũng không có yêu, không có thích, mà ai chửi mắng mình đó, mình cũng không có buồn, không có giận. Vậy thì chỗ này đó cũng không đau đớn, cũng không sợ sệt, cũng không ham muốn. Làm sao cho giữ cái tâm mình nó trụ lại một chỗ, như vậy gọi là đạo, đạo chung. Đạo chung là ngay chính giữa, giữ cái tâm mình nó ngay chính giữa, không nghiêng ngả bên nào hết, phải quý cô bác? Như vậy thì mình mới làm chủ được cái tâm của mình. Vậy thì tất cả trên thế gian này không có gì làm chủ được cái tâm của mình là cái người đó thắng đó. Cho nên bữa nọ có cái ông này, ông này xuất gia đi tu, mà cha mẹ không có, vợ con cũng không có, xuất gia tu ở cái chùa cách đó khoảng 3 cây số, mà nhà thì không có gì trơn trọi, có cái nhà với có cái miếng đất nhỏ nhỏ vậy thôi, mà có cây cuốc với cái len, ổng cứ đào cứ trồng này cứ kêu hoài. Ông suy nghĩ rằng cuộc đời hôm nay mình gặp Phật mà không chịu tu nữa thì làm sao được, thôi giờ phải tu, bỏ nhà cửa, bỏ len, bỏ cuốc ở đây, cái đầu đi xuất gia tu. Tu được 3 tháng cái ông suy nghĩ nó không được, nhớ nhà quá, thôi bây giờ trở về nhà, trở về nhà đặng mà tiếp tục, đặng mà trồng gãy cuốc nữa mới được. Trở nhà cái đầu được 2 tháng, con suy nghĩ nó không được, mình làm ăn kiểu này quay cái năm sau mà nữa giải thoát được, con chạy lại chùa mà cứ làm tới làm lô hoài như vậy, và 3-4 lần như vậy. Ông nói tại sao có cái nhà chứ có cái cuốc, cái cây len mà mình cứ ở cái lẫn quẩn đi hoài, bây giờ về phải giải quyết mới được, đặng tu mới được chứ để lại làm chùa nó nhớ cái này quay. Lại ông nói giờ bà con kêu bà con dòng họ sớm lại, giờ ai xin nhà cho nhà, ai xin đất cho đất, chia ra có đâu đó đàng hoàng trơn trọi, cấm ganh cấm nọc. Còn cái cốt này đó, cây cốt này bấy lâu nay mày hẹn mày dụ tao hoài, cho nên tao đi lễ làm chùa tao tu mà tao nhớ cái cốt này quay, cũng tại mày không. Bây giờ bữa nay tao cho mày ra biển cả. Ông xuống cho mé sông, ông quăng một cái, ông dùng hết sức mạnh, ông quăng một cái cái gì coi, cái cốt nó ra mà giữa mà sông ngoái làm cái bụm. Cái ông vô vỗ tay, ông nói ta thắng rồi, ta thắng rồi, ta thắng rồi, là thắng được cái lòng của ông á. Cái đèo ông vô ông đi quýnh giặc đâu biết ông thắng trận, ông kéo quân về ông mừng hí hấu. Cái ông nghe ông này vỗ tay nói ta thắng rồi, ta thắng rồi, cái ông vô nói tao thắng cho mày có thắng rồi nào, mày có đánh rồi nào đâu mày thắng. Cái chú này đó nói dạ thưa bệ hạ, thắng một vạn quân cũng không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công quyết liệt. Phải không? Vì dù cho bệ hạ thắng một vạn quân cũng không bằng tôi thắng tới lòng được của tôi, cho nên lúc này đó tôi thắng được tôi rồi. Quý vị coi thì bắt đầu lại chùa tu, bắt đầu tu giả thoát luôn quý vị. Phải không? Vậy là mình thắng được cái tâm của mình. Ý nói là mình giữ cái tâm mình một chỗ, mình ở tại nhà đây, chứ mình đừng có bắt chước ông kia nha.
đừng bắt chước ông kia, có nhà cho cái nhà, có cái len cho cái len không có được, rồi có bà vợ cho bà vợ không phải, tu không có phải gì đâu, ở tại nhà mình tu, nhưng mà cái tâm mình nó giữ ngay chính giữa, không nghiêng ngả bên nào trơn trọi, như vậy chúng ta thắng, và chúng ta giữ được đạo chung, ý nói là không nghiêng lệch bên nào hết trơn, cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng giữ cái tâm thanh tịnh của mình. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Hay hoặc là tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Phải không? Vậy thì ai mà lặng tâm được thì tỏ ngộ đạo màu. Vậy thì chúng ta không có nghiêng ngả bên nào hết á. Mà thầy dạy mình đó, cái này đặc biệt nha. Ta là cư sĩ kinh điển, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành châu chia, gắn công trì niệm sớm phia, thân ti còn tục mà tâm lìa cõi mê. Cái này mới là cái quan trọng. Vì thì thân mà còn tục, thân ở trong tục, thân vẫn còn làm ăn, thân còn vẫn ở trong nhà, trong đời này, nhưng mà tâm chúng ta lúc nào cũng là lìa cõi mê. Như vậy là chúng ta tu đạt được cái kết quả cao. Vì thì chỗ này thắng thất tình là chúng ta diệt trừ 13 con, 7 con ma này, đặng mà chúng ta giữ được cái đạo chung, thì như vậy chúng ta mới thắng được nó. Còn nếu chúng ta nghiêng ngả theo hoàn cảnh thì chúng ta không thắng được nó. Ráng làm sao phải giữ cái tâm, phải không? Ví dụ giờ như thế này, có nhiều ông đạo ra quán cà phê, cái uống cà phê, người ta nói đến nuôi cá dồ chiến này năm nay nó trúng quá, trúng nuôi cá cha trúng quá, cái đầu cái mình phóng theo, cái mình nói hơi một, nói hơi tại tâm mình lúc này nghiêng ngả rồi, rồi ta nói danh lợi sao, ta nói việc gì đó, cái đầu cái mình phóng theo, tại vì cái tính của mình nó hay xu hướng, phải không vậy? Xu hướng, ai nói gì cái đầu mình phóng vô chen vô. Rồi người ta nói cái việc làm ăn cái gì đó nó mình cũng phóng chen vô. Người ta nói con dâu hoặc cháu ngoại cháu nội gì đó nó dễ cưng quá, hồi cái mình cũng phóng vô. Vậy thì cái đây là cái tâm mình nó bị nghiêng ngả vậy à. Mà nếu ai mà giữ được cái tâm ngay thẳng trên chính giữa thì chúng ta giữ được cái đạo của mình. Đó, lợi chỗ bằng tròn, lợi chỗ ngoài đời, ngoài chợ, chỗ nào đó mà ta không có tu thì mình phải giữ cái tâm của mình mới được. Đừng cho nó nghiêng ngả bên nào trên trời. Lúc nào cũng giữ cái tâm của mình. Như vậy gọi là giữ đạo chung. Phải không biết cô bác? Thôi giờ tới câu thứ hai. Trừ lúc dục, chớ cho ô nhiễm. Chữ trừ này là gì? Chữ trừ này là làm cho nó hết. Trừ này là làm cho nó dứt, cho nó sạch. Diệt nó không còn nữa, như vậy gọi là trừ. Nhưng mà lục dục, lục dục đó, nó có 6 món. Hồi nãy 7 món, giấc này 6 món. Lục dục là gì quý vị? Chữ lục là 6, mà chữ dục là muốn, ham muốn. Vậy thì sáu cái ham muốn mà chúng ta từ xưa đến nay mắc kẹt ở đây hoài. Mà sáu cái ham muốn này đó, là trong từ điển đó, Phật học có nói như thế này. Một là sắc dục, hai là hình mạo dục, ba là quay nghi tư thế dục, bốn là ngôn ngữ âm thanh dục, năm là nhân tướng dục, sáu là tế hoặc dục. Sáu cái dục này làm cho chúng ta cứ say sưa trên cõi đời này. Sắc dục là gì quý vị? Sắc dục có nghĩa là sắc đẹp, nhà cửa xe cổ, hoặc là cái người đẹp, người nam người nữ đó, nhất là người nam người nữ, mà chúng ta gặp một cái người nó đẹp, nó làm cho mình cứ say đắm tâm hồn của mình, cứ nhớ hoài cái người đó, chụp hình mình đem vô ngồi niệm Phật nó cũng hiện ra ra chỗ này đó là đẹp quá đẹp, đẹp quá đẹp. Chạy xe ở ngoài lộ gặp cái cô nào mà bận đồ cái bận quần tà lõn đó, mình dòm cái giò trắng nõn mắt dòm hoài, chạy mà còn hút còn quay lại mới dòm thêm một cái nữa rồi mới chạy. Vậy thì chỗ này đó gọi là sắc, phải không quý vị? Rồi làm cho mình cứ say sưa, cứ mê nhiễm ở trong này, như vậy gọi là sắc dục, cái gặp sắc đẹp quá ham muốn. Rồi cái thứ hai đó là hình mạo dục. Hình mạo dục sao cái người này sao mặt mày đẹp quá đẹp, tướng đi nó đẹp quá đó, mặt mày lịch sự, con người sao mà lịch sự quá, tướng nó vừa, cái nở là tự nhiên cái làm cho mình cứ say sưa đắm nhiễm ở trong đó mà không có rời rước được, như vậy gọi là hình mạo dục. Rồi cái thứ ba đó là quan nghi tư thế dục. Cái người này đi đứng sao đó mà nó đẹp làm sao á, cái tướng đi, nhìn tướng đi cái thấy thương liền nha. Nhìn cái tướng đứng tướng ngồi gì cũng thấy thương hết trơn trời. Vậy thì làm cho mình có nghĩa là ham muốn say đắm. Cái thứ tư đó là ngôn ngữ âm thanh dục. Ngôn ngữ âm thanh dục là gì? Cái lời nói của người này sao nó ngọt quá, cái lời nói sao nó trong trẻo quá, làm cho mình có nghĩa là cảm thích rồi ham muốn say đắm. Rồi cái thứ năm đó là tế hoặc dục. Tế hoặc dục là cái da thịt mịn màng, cái người đó sao mà da thịt sao mà mịn trơn, không có miếng mụn nào trơn trọi nghe. Thôi đẹp quá đẹp, cao đầu cho mình cứ đem cái lòng của mình đó ham muốn say đắm. Rồi cuối cùng đó là nhân tướng dục.
Nhân tướng dục là cái tướng người này đó, sao mà nó eo thắt, nó tròn trịa, mà nó vừa con người quá, nhìn vô cái cảm thấy cái lòng mình nó sai xưa mà nó ham đắm. Như vậy gọi là lục dục. Phải quý cô bác, lục dục là sắc dục, hình mẫu dục, rồi nhân tướng dục, quan nghi tư thế dục, rồi ngôn ngữ âm thanh dục, tế hoặc dục và nhân tướng dục. Vì chỗ này đó là sáu món này nó làm cho chúng mình, làm cho mình phải sai xưa mà sai đắm theo nó. Cho nên chỗ này Đức Thầy nói là trừ lục dục. Bây giờ lục dục cái nghĩa nữa, nhà có người ta bàn đó, bàn thêm nữa đó, lục dục nó nghĩa là chỉ cho sáu căn nữa quý vị, là mắt, rồi tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Năm sáu cái này đó là nó là chủ thể ham muốn ở bên ngoài. Bên ngoài nó sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu mắt nó ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Cho nên chính đó mà sáu cái sáu căn nó nhiễm sáu trần như vậy, gọi là nó ham muốn đủ thứ, phải không quý vị? Chỗ này cũng gọi là lục dục. Còn lục dục đó là danh vị tài lợi, rồi sắc đẹp, rồi tư vị hư vọng tật đố, mấy cái này nó cũng gọi là lục dục. Vậy thì lục dục đó có nhiều cái món lục dục, nhưng mà căn bản hồi nãy lục dục đó là sáu cái món hồi nãy mình đã bàn. Vậy thì chỗ này thầy nói là trừ lục dục, chớ cho ô nhiễm. Chữ chớ nghĩa là đừng, chữ chớ là không nên, chữ chớ là cái lời ngăn cản của Đức Thầy. Nếu mình phạm vào đó là không phải là cái người tu. Như vậy là phải làm sao, phải ngăn chặn nó mới được. Như vậy gọi là chớ, chữ chớ là đừng, là không nên. Ô nhiễm, trừ lục dục, chớ cho ô nhiễm. Ô nhiễm là gì quý vị? Ô nhiễm là chúng ta bị nhiễm. Nhiễm mà nhiễm nó xấu xa, tội lỗi trong đó, nó gây nghiệp chướng ở trong đó. Như vậy gọi là ô nhiễm. Vì chúng ta phải trừ, trừ 7 thằng trên, rồi trừ lục dục ở dưới này. Gọi là tổng cộng là 7 với 6 là 13. Thập tam ma diệt bằng chí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi, phải không? Ai mà dứt được thì người đó sẽ được thảnh thơi. Nhưng mà muốn dứt nó dùng cái gì, cái dứt nó bây giờ cái gì? Dùng gươm chí huệ, phải không? Ông Tư nói chúng rồi đó, dùng gươm chí huệ mới được. Tại vì thập tam ma diệt bằng chí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi. Dùng chí kiếm của mình chặt đứt nó, không cho nó mê nhiễm nữa. Như vậy là chúng ta đã diệt trừ được 13 con ma. Rồi bây giờ sáu căn nhiễm sáu trần là cũng là bị nhiễm nữa, cũng dùng trí huệ của mình để chặt đứt nó. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Vậy thì cái gì cũng dùng trí đạo đó mà chặt mới được. Còn trí đạo mà lục chặt không có được. Nghe nói ngày xưa có cái ông này, ông trưởng giả đó, ông mới cái người ăn kẻ ở trong nhà, có cái anh thanh niên này đó, nếu mà bây giờ ngươi đó mà đi làm công cho ta đó 3 năm trường, ta sẽ gả con gái ta cho ngươi. Cái bữa nọ ông trưởng giả nó thôi, giờ bữa nay đó ngươi đi đốn tre, đốn làm sao phải cố gắng đốn bữa nay cho thật nhiều. Ông mới cầm cái búa ông đi, ta nói bằng ngày đầu tiên ông chặt cũng đốn được 20 cây. Cái qua ngày thứ hai ông cũng cố sức để làm, trưởng giả khen quá, bữa nay ngươi phải gắng mà làm nha, làm cho nó bằng hôm qua mới được, hoặc là hơn. Ông chặt, ta nói chặt hết sức chặt, ông làm hơn vậy qua nữa, mà sao bữa nay còn có 15 cây. Rồi cuối cùng qua ngày thứ ba đó, ông trưởng giả nói thôi rồi, người phải gắng cố gắng làm nghe, cho để bữa nay tệ hơn ngày qua. Ông cũng làm y như ngày qua mà hết sức hơn ngày qua nữa, mà chặt còn có 10 cây. Cuối cùng trưởng giả ông hỏi chứ hôm qua nay đó, cái búa của người có mài không? Nói dạ thưa trưởng giả, búa không có mài. Không mài nó lục phải rồi, dù cho người cố sức cách mấy nữa người chặt cũng không có được bằng cái ngày đầu. Ngày đầu là búa còn bén, chặt có 4 dao thì 4 búa thì cái cây nó ngã rồi. Qua ngày sau chặt phải 7 búa cái dao nó mới ngã. Rồi qua ngày sau chặt phải 10 búa vậy cái cây nó mới ngã. Vậy thì hôm nay đó mình trở lại với ký đạo. Vậy thì chúng ta phải mài gươm chí cho tinh cho khiết, mới dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Thôi giờ trở lại trong hai câu giảng này, được đồng đạo nêu lên thắng thất tình, giữ vẹn đạo chung, là chúng ta phải làm sao phải diệt trừ được 7 con ma. Mà muốn diệt trừ 7 con ma, chúng ta phải làm sao phải thắng nó, và giữ cái đạo chung là giữ cái tâm ngay chính giữa, đừng nghiêng ngả bên nào. Và cuối cùng trừ lục dục chứ cho ô nhiễm, chúng ta đừng cho ô nhiễm. Nếu ô nhiễm là không phải là cái người tu, phải không vậy? Người tu mà ô nhiễm là giới lực chúng ta không giữ gìn, thì sau này đó Phật có thể là bỏ chúng ta. Thầy nói là diệt giả dối từ đây nên lánh, bổn đạo ôi hãy ráng sửa mình. Cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng chọn, uổng thay một kiếp.
Vậy thì làm mà không có chọn nó uổng một kiếp lắm quý vị à. Phải không? Vậy thì tu niệm chớ sờn, uổng lắm dân ơi, uổng lắm. Kiếp này cơ hội này không phải dễ gì có cơ hội đâu. Ngàn đời mới có một hở, muôn thu thiên định nhất kỳ. Phải quý cô bác, muôn thu mà thiên định nhất kỳ. Nếu chuyến này chúng ta không thành công trong cái đường đạo thì đợi hạ quân hạ sao chúng ta mới lên được quý vị à. Đó, vậy thì biết chừng nào mà chúng ta trở lại gặp Phật và học Phật pháp để tu nữa và gặp được cái thời kỳ xả tội. Thôi giờ đến đây xin tạm dừng qua hai câu giảng này. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn.